Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh An Tâm Sống Khỏe. Từ xưa thì mật ong đã được coi là món quà tinh túy từ thiên nhiên. Con người luôn luôn chắt chiu và nâng niu nó. Mật ong được coi như thần dược tự nhiên, cực an toàn và có nhiều công dụng như chữa bệnh, làm đẹp cũng như bồi dưỡng cơ thể. Tuy vậy, để mật ong có tác dụng, bạn cần tránh những sai lầm mà An Tâm Sống Khỏe kể dưới đây. Theo quy định của Hội đồng ong mật quốc gia Mỹ và nhiều quy định về thực phẩm quốc tế khác, thì mật ong là một sản phẩm thuần khiết, không cho phép thêm bất cứ chất gì vào. Mật ong có nhiều chất ngọt hơn đường kính và có tính hóa học hấp dẫn cho việc làm bánh. Mật ong có tính hương riêng biệt nên nhiều người thích ăn mật ong hơn đường và các chất ngọt khác. Từ xa xưa, mật ong đã được sử dụng như một loại thuốc tự nhiên phù hợp với mọi lứa tuổi, nhưng đặc biệt cực tốt với người già. Thực phẩm này cũng được dùng để chữa cảm lạnh và ho, điều trị nhiễm trùng đường hô hấp trên. Giờ đây, y học hiện đại cũng đã chứng minh được đặc tính kháng khuẩn và chống nấm của chất làm ngọt lâu đời nhất thế giới này. Hơn nữa, mật ong còn giúp làm giảm sự phát triển của vi khuẩn và các tinh chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do. Mật ong cũng có khả năng chống lại nhiễm trùng, là một loại thuốc chống tiểu đường, vốn được biết đến là một loại giảm mức đường huyết. Một thìa mật ong chứa khoảng 64 calo và không có chất béo hoặc cholesterol, chứa đầy đủ vitamin, các enzyme, axit amin và các khoáng chất như canxi, sắt, natri clorua, magie, phosphor và kali. Tuy nhiên, điều quan trọng là mật ong thường xuyên chứa các nội bào tử, các vi khuẩn không hoạt động, có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ do các nội bào tử này có khả năng chuyển hóa thành các vi khuẩn tạo ra chất độc trong ruột trẻ nhỏ và dẫn đến bệnh tật, thậm chí là tử vong. Dưới đây là những thói quen bạn cần phải loại bỏ ngay khi sử dụng mật ong mà các bạn nên biết. 1. Uống nước mật ong khi đói. Bạn chỉ nên uống nước mật ong sau khi đã ăn lót dạ hoặc uống một cốc nước đầy trước đó. Bởi vì khi bạn đang đói, mật ong chứa hàm lượng đường glucose cực cao khiến cho bạn cảm thấy chướng bụng, thận bị áp lực và phải làm việc nặng nề hơn. Hệ bài tiết cũng kém hơn. Cơ thể sau đó cũng khó có thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng sau đó. 2. Uống mật ong pha với nước đun sôi. Mật ong có thể uống chung với nước ấm, rất tốt cho cơ thể, nhưng nếu pha mật ong với nước đun sôi lại không hề tốt. Mật ong có hàm lượng enzyme, vitamin và khoáng chất phong phú. Nếu hòa lẫn với nước sôi sẽ không thể duy trì được màu sắc, mùi vị tự nhiên mà còn phá vỡ thành phần dinh dưỡng của mật ong. Nhiệt độ nước tốt nhất để hòa cùng mật ong là 35 độ C. 3. Dùng cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Hầu hết tất cả chúng ta đều biết về độ quý của mật ong trong cuộc sống và luôn nghĩ rằng nó an toàn. Vì vậy, thường dùng cho tất cả các đối tượng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng nếu sử dụng mật ong không an toàn có chứa Clostridium Brutinum sẽ gây nguy hiểm nếu như chất độc này xâm nhập vào máu, làm tê liệt hô hấp của trẻ nhỏ, thậm chí là có thể dẫn tới tử vong. 4. Uống mật ong trước khi ngủ và sau khi tỉnh dậy. Cơ thể khi mới ngủ dậy sẽ là một cơ thể đang khá ì ạch. Nó cần thời gian để bắt nhịp với cuộc sống hàng ngày, nhất là hệ bài tiết của bạn. Do đó, nếu uống ngay một cốc nước mật ong vào buổi sáng, bạn có thể khiến cho hai quả thận của bạn phải làm việc khá vất vả để thanh lọc lượng nước mà bạn đưa vào cơ thể. Thay vào đó, bạn nên uống một cốc nước tinh khiết sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Tuy không thể phủ nhận tác dụng của mật ong trong việc điều tiết tiêu hóa, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn sử dụng chúng sau khi dùng một cốc nước lọc vào buổi sáng trước khi ngủ dậy. Còn khi sử dụng mật ong trước khi ngủ sẽ khiến lượng đường trong cơ thể bạn tăng lên. Điều đó sẽ chẳng tốt chút nào, đặc biệt là với người cao tuổi, vì nó có thể ảnh hưởng đến tim mạch và huyết áp. 5. Dùng quá 10 đến 30 g một ngày. Mật ong tuy nhiều dưỡng chất quý nhưng cũng đừng vì vậy mà dùng quá liều. Mỗi ngày, bạn chỉ nên dùng từ 10 đến 30 g mật ong nguyên chất. Mùa hè là thời điểm tốt nhất để sử dụng mật ong để phát huy tối đa tác dụng giải độc, ngăn ngừa đột quỵ và nhuận tràng. 6. Uống mật ong đã nổi bọt khí. Vì hàm lượng đường trong mật ong khá cao, lại thêm tính hút ẩm cao của đường, cho nên nếu bạn không bảo quản mật ong đúng cách, mật ong nguyên chất dần dần sẽ tích tụ thêm một lượng nước lớn. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm men sinh sôi, phát triển trong chính môi trường mật ong vốn rất giàu chất dinh dưỡng. Các vi khuẩn này sẽ làm mật ong bị biến chất, thậm chí là nhiễm trực khuẩn và một số độc tố gây nguy hại cho sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, một sản phẩm dù tốt đến đâu đi nữa nhưng không biết cách sử dụng thì hiệu quả sẽ không được như mong đợi, thậm chí còn đi ngược lại. Mật ong cũng vậy, mật ong rất tốt cho sức khỏe nếu sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, bạn đã biết cách uống mật ong đúng hay chưa? Tại sao nên uống mật ong? Uống mật ong với nước ấm thì có tác dụng gì? Chúng ta thường uống mật ong bằng cách pha với nước ấm hoặc là pha với tinh bột nghệ và chanh để uống vào sáng sớm. Vậy thì uống mật ong có tác dụng gì và tại sao lại nên uống mật ong mỗi ngày? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp video của An Tâm Sống Khỏe để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Uống mật ong tốt cho hệ tiêu hóa. Thành phần dinh dưỡng trong mật ong có tác dụng với hệ tiêu hóa, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động. Những người bị bệnh liên quan đến dạ dày hay hệ tiêu hóa nên uống mật ong kết hợp với tinh bột nghệ. Cách uống mật ong vào buổi sáng với tinh bột nghệ sẽ giúp bạn phòng tránh những bệnh như viêm loét dạ dày, đau dạ dày, táo bón. Đặc biệt, tinh chất curcumin trong tinh bột nghệ sẽ bao bọc dạ dày, làm lành những tổn thương. 2. Uống mật ong phòng tránh các bệnh về đường tiết niệu. Mỗi buổi sáng, nếu uống một cốc nước ấm pha với mật ong, không chỉ giúp hệ tiêu hóa phát triển mà còn cung cấp hỗn hợp tốt cho hệ tiết niệu, lợi tiểu, làm sạch bàng quang, đường tiết niệu, nên đó là những lý do người uống nước mật ong vào buổi sáng ít bị các bệnh liên quan đến đường tiết niệu. 3. Uống mật ong chăm sóc sắc đẹp. Uống mật ong có tác dụng gì cho da? Uống nước mật ong mỗi ngày giúp da sáng da, khỏe đẹp. Bạn có thể bổ sung thêm chanh pha vào để giúp lọc máu, sản sinh tế bào mới và nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Uống mật ong với chanh, bạn sẽ có một làn da đẹp và mịn màng chỉ trong thời gian ngắn. Sẽ có nhiều cách làm nước mật ong để uống. Tuy nhiên, bạn nên chú ý đến thời điểm uống mật ong vì mỗi thời điểm khác nhau sẽ mang đến công dụng khác nhau. Cách uống mật ong tốt cho dạ dày. Nếu bạn muốn dùng mật ong để điều trị các bệnh dạ dày hay đơn giản là chăm sóc dạ dày thì nên uống vào buổi sáng sớm sau khi ngủ dậy. Cách pha nước mật ong rất đơn giản, chỉ cần một cốc nước ấm và 2 thìa mật ong khuấy đều và uống sau khi thức dậy. Thường xuyên duy trì thói quen này, bạn sẽ cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, mật ong với nước ấm sẽ giúp bạn đi đại tiện đúng giờ và dễ dàng hơn. 2. Cách uống mật ong thúc đẩy hệ tiêu hóa. Nếu sau khi ăn no, bạn cảm thấy khó tiêu thì có thể uống một cốc nước mật ong. Mật ong có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột và giúp dạ dày tiết axit nhiều hơn. Như vậy sẽ tiêu hóa tốt hơn, giúp bạn nhẹ bụng hơn. Dù mật ong đúng cách rất tốt đúng không nào, thế nhưng các bạn cũng phải lưu ý là không nên ăn quá no. 3. Bổ sung năng lượng cho cơ thể. Uống mật ong với nước ấm có tác dụng gì? Đó là cung cấp năng lượng cho cơ thể, tinh thần của bạn sẽ sảng khoái hơn để bắt đầu một ngày làm việc. Khi cơ thể đang đói, mật ong sẽ bổ sung một lượng dinh dưỡng nhất định, giúp xóa đi sự hỗn loạn trong bộ não. Như vậy, bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Đừng quên uống nước ấm pha mật ong vào buổi sáng. Không chỉ vào buổi sáng mà những người vận động nhiều, thường xuyên căng thẳng thì một cốc nước mật ong cũng vô cùng tốt. 4. Uống mật ong hỗ trợ giấc ngủ. Mật ong pha nước ấm có tác dụng gì? Mật ong giúp hỗ trợ giấc ngủ, an thần hiệu quả nếu bạn sử dụng vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Một cốc mật ong trước khi đi ngủ có thể giúp bạn cảm giác bớt căng thẳng, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nhiều người lo lắng, không biết uống mật ong buổi tối thì có béo không? Hay mật ong có béo không? Thì câu trả lời là không. Bạn có thể an tâm để sử dụng nó mỗi ngày. 5. Uống mật ong giúp giảm cân. Nếu bạn muốn giảm cân thì đừng quên một nguyên liệu nữa, đó là chanh. Vậy thì nên uống vào khi nào sẽ giúp giảm cân? Đó là vào sáng sớm. Cách pha mật ong chanh cũng giống như pha mật ong thông thường. Sau khi pha, bạn cho thêm 1 thìa nước cốt chanh quấy đều vào uống, sử dụng đều đặn là có thể giảm được cân nặng. Rõ ràng, mật ong là loại thực phẩm có rất nhiều công dụng trong việc nâng cao sức khỏe. Thế nhưng, uống mật ong trong những thời gian khác nhau sẽ giúp bạn đạt được những lợi ích về sức khỏe khác nhau. Uống mật ong ngay sau khi vừa ngủ dậy. Rửa ruột, thải độc. Sau một đêm ngủ kéo dài từ 6 đến 8 tiếng, cơ thể dường như đã khô cạn vì hầu hết nước đã được hấp thụ hoặc bài tiết. Do đó, ngủ dậy và uống ngay một cốc nước mật ong. Không chỉ bổ sung nước mà còn cung cấp năng lượng, vitamin và đánh thức các cơ quan trong cơ thể bừng tỉnh. Còn đối với người cao tuổi, thói quen uống một cốc nước ấm mật ong có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, giúp dễ đại tiện hơn. Duy trì thói quen này có thể giúp cơ thể loại bỏ các độc tố tích tụ lâu ngày. Thêm chanh vào cốc nước mật ong để tăng tác dụng, vì chanh giúp lợi tiểu, phá bỏ những độc tố thường xuyên hơn và giữ đường tiết niệu của bạn khỏe mạnh. Uống mật ong trước khi đi ngủ. Ngủ ngon, gan khỏe. Mật ong có nhiều lợi ích cho sức khỏe là thế, nhưng ít người biết rằng uống một chút mật ong trước khi đi ngủ cũng có thể mang lại tác dụng bất ngờ. Trong mật ong có một lượng đường và vitamin nhất định, giúp điều chỉnh chức năng hệ thần kinh và thúc đẩy giấc ngủ, không mang lại bất cứ một tác dụng phụ nào. Hơn nữa, mật ong còn làm tăng hàm lượng insulin. Hormone insulin có thể kích thích sự giải phóng tryptophan trong não. Tryptophan sau đó được chuyển thành serotonin, hormone thư giãn và tâm trạng tốt nên thúc đẩy giấc ngủ ngon. Chúng ta đều biết gan đòi hỏi nhiên liệu vào ban đêm. Vì vậy, mật ong là sự lựa chọn hoàn hảo vì mật ong sẽ làm cho gan sản xuất gluco, thúc đẩy sự giải phóng nhiều hormone đốt cháy chất béo. Mật ong chứa cả fructose và gluco rất tốt cho hoạt động của gan suốt cả đêm. Ngoài ra, thói quen uống mật ong trước khi đi ngủ còn giúp bạn giảm cân vì cơ thể bạn sẽ bắt đầu đốt nhiều chất béo hơn vào ban đêm. Mật ong nguyên chất chỉ chứa 64 calo mỗi cốc và nó sẽ cho bạn cảm giác no trong suốt cả đêm. Trẻ em, không dùng cho trẻ dưới 1 tuổi, uống 2 muỗng cà phê mật ong 30 phút trước khi đi ngủ sẽ giảm bớt cơn ho đêm. Không những thế, uống mật ong trước khi đi ngủ cũng là một trong những cách an toàn nhất để giúp làm sạch các chất độc có trong hệ tiêu hóa của cơ thể. Các chất kháng khuẩn có trong mật ong hữu cơ có thể giúp tiêu diệt các mầm bệnh gây hại trong ruột. Trên thị trường hiện nay, mật ong nguyên chất và mật ong ăn đường thật giả lẫn lộn. Để có thể tận dụng được hết các lợi ích của mật ong thì các bạn nên chọn mua ở những địa chỉ uy tín và chất lượng. Hy vọng qua video ngày hôm nay, các bạn sẽ biết cách sử dụng mật ong đúng đắn để mang lại những lợi ích cho sức khỏe và tránh tình trạng gây hại hay phản tác dụng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của An Tâm Sống Khỏe.